Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Cần Thơ tiếp tục truy vết nhanh, làm sạch F0 trong cộng đồng. Ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, từ nay đến ngày 2 tháng 9, các sở, ban, ngành và các địa phương cần tiếp tục thực hiện truy vết nhanh, phát hiện sớm F0 để đưa đi điều trị, làm sạch địa bàn, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, từng bước mở rộng vùng xanh, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tốc việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, phấn đấu đến ngày 2 tháng 9 làm sạch các địa bàn, sau đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Từ các mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Y tế tiếp tục nâng cao năng lực các trạm y tế xã, đảm bảo các điều kiện trang thiết bị, vật tư y tế có thể điều trị tại chỗ cho người bệnh. Sở phối hợp và hướng dẫn địa phương thực hiện quy trình lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định, nâng cao năng lực điều trị, xây dựng quy trình hội chẩn từ xa, kết nối với trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện chuyên khoa, rà soát năng lực mô hình điều trị 3 tầng, trong đó chú ý đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tầng 2 và tầng 3, giảm thiểu tối đa ca tử vong. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đã tiếp đại diện tập đoàn Phương Trang đến trao một máy xét nghiệm PCR, 300 máy tạo oxy và 10.000 bộ test COVID-19, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân cảm ơn đơn vị đã hỗ trợ kịp thời các thiết bị y tế để thành phố phòng chống dịch COVID-19, đồng thời mong đơn vị tiếp tục hỗ trợ để thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Sau khi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã bàn giao các thiết bị y tế cho Sở Y tế phân phối đến các đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.